Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này gồm có mấy cây mai chú quý như mai vàng nha cô chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị nào đây xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú anh chị. Rồi cái cây đầu tiên cái này là mã số là E15, là một cây mai tứ quý. Cây này nó kéo xẻo hết trơn nha anh chị. Đây anh chị về là ghép được liền hết rồi. Nè. Mấy cái đầu nhắn nó kéo xẻo hết. Kéo hết. E15 nha anh chị. Hoành nó 22. Chiều cao tới mặt bầu là 1m14. Đường kính bầu là 30. Mấy đồng đế nữa nè. Rồi mã số E15, 1.200.000 em bao ship là cái mai tứ quý ha. Rồi tiếp theo. Mã số E16. Cũng là cái mai tứ quý nha anh chị. Tứ quý nha anh chị. Đây nè. Kéo xẻo chân. Hoành nó là gần 20, chiều cao nó là 24, đường kính bầu 29, E16, 650 em bao ship nha anh chị. Rồi tiếp theo E17, cây này cũng là máy tứ quý luôn nha anh chị. Đó, âm chồi nè anh chị, kéo xẹo mấy đầu nè, âm chồi chân này đúng không? Đó, mấy cái nứt chồi đó là nè ha. Chồi này nữa anh chị chắc nó gãy ha. Hoành nó 17,5, chiều cao 23, đường kính bầu là 22. Cây này mai tứ quý anh chị, có cái đuôi nè anh chị. Rồi mã số E17 500.000 em bao ship. Rồi E18 cũng mai tứ quý luôn, quá trời đâm trời luôn. Hoành nó 16, cao là 60, đường kính bầu 24. Anh chị nhớ kỹ cái mã số ha, chốt đúng mã số em gửi đúng cây nha. Cái này là trồng cái bầu cát không nè, mai tứ quý ha, đâm chồi mạnh nữa. Rồi mã số này là mã số E18, 450 thôi em bao ship luôn. Rồi cái này là mai giảo hạt nha anh chị, mai vàng ha, hay giảo hạt. Cánh hoa của nó là không có đều, từ 5 cánh đến 12 cánh nha anh chị. Cây này là mã số E19. Cục đế rất là đẹp nha anh chị. Đó. Rồi trên này là 15. Cái đôi dòng coi gì là 21 nha anh chị đó, từ chỗ em đo nha. Chiều cao là 71. Đường kính bầu là 25. Rồi cây mai vàng này mã số E19, 700.000 bao ship. E20. Hoành nó là 16,5, chiều cao 82, đường kính bầu 23. Cụ đế quá trời cụ đế luôn. Rồi E20, 600.000. E21 dán bay luôn chị ơi. Hoành nó 15, cao là 67, đường kính bầu là 20, chiều dài của nó 67 ha. Rồi mã số này là mã số E21, 650 bao ship nha anh chị. E22. Rồi cái cây này nó giống đầu này anh chị. Đó, cái bầu này vậy ha. Về mình phơi bớt đất cho mình trồng. Hoành nó 14, cao là 74, đường kính bầu 21 nha anh chị. Quá chị để luôn ha, mấy cây này nhỏ cây nhưng mà đế nhiều lắm. Rồi mã số này là E22, 600.000 em bao ship. E22, 600.000. E23 quá trời ha. Hoành 13, chiều cao 58, đường kính bầu 22. Rồi E23, 400.000 bao ship. E24,
cao 50, đường kính màu 20 nha anh chị. Xe 24, 400.000, 3 xe toàn quốc. Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em về được một lô kéo tỉa cành cán gỗ ha. Hàng này hàng bãi nha anh chị, hàng bãi rất là bén ha. Với kéo cắt cành giá rẻ luôn nha anh chị. Này em test thử cho anh chị xem luôn ha. Đây là cây mai ha. Cây đầu tiên là em test cái cây là kéo tỉa. Này là hàng cán gỗ. Hàng rất là bén nha anh chị. Đây cái giấy, tờ giấy anh chị xem nè ha. Em cắt cho anh chị xem. Đó, cắt là mức cược luôn ha. Đó. Kéo tỉa này em bao hàng bén nha anh chị. Anh về anh chị cứ mở ra xem, không bán cứ trả lại cho em ha. Hàng kéo tỉa nha anh chị. Cái này là kéo tỉa. Đó, so rất là đẹp luôn. Này em thay dầu nhớt lại hết rồi. Đó, này hàng bãi nha anh chị. Đó. Cái cây này, kéo tỉa này thì em để giá cho anh chị là 180.000. Đó, em bao ship ha. 180.000 em bao ship. Anh chị xem nè ha. Đó, em bao bán luôn nha anh chị. Anh chị xem ha. Anh chị cứ mở ra xem, nếu mà thử, nếu mà không bán thì cứ hoàn trả lại cho em ha. 180.000 cây thôi anh chị ơi. Em còn mớ cây thôi. Đó, rồi. Xong mà tới hàng đây là kéo tỉa nha anh chị. Này hàng của, không thấy nó để luôn. Này em chỉ biết là hàng bãi thôi. Hàng rất là bán. Trên chữ đây là hàng của Taiwan nè. Đó, rất là bén luôn nha anh chị, bao hàng bén luôn. Đây kéo tỉa ha anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Rồi tiếp theo là hàng kéo cắt. Đây, kéo cắt nó có hai loại. Một loại màu đen và một loại màu, loại cán đen và loại cán đỏ. Đó, anh chị thích loại cán nào thì ấy ha. Đây em tháo thử một cây cho anh chị xem luôn ha. Cắt thử cho anh chị xem luôn. Đó đây nè, thì nó có một cái lò xo dự phòng cho mình. Khi nào mà nó đứt gãy hay lò xo hay là mắc á, mình thay lò xo này ha. Hàng mới đàng hoàng luôn nha, này hàng mới nha anh chị. Đây. Đó, chị thấy kéo nè, rất là đẹp luôn ha. Đây nó để chữ Japan SK5 V7 ha. Đây test thử cho anh chị xem luôn ha. Đây cây mai em ha. Nè. Đó, rất là ngọt luôn. Đó. Anh chị xem ha. Ngọt liệm luôn nha anh chị. Nè, ngón tay bằng tay út luôn ha. Đó, rất là ngọt luôn đó. Đây, cắt cho cái này cho anh chị xem đây. Đó, nè. Ha, cắt cho anh chị xem nè. Rất là bén luôn nha anh chị. Đó. Bao hàng cho anh chị luôn. Anh chị cứ mở ra xem. Đó, được cắt thử cái cây, không bán khỏi trả tiền. Cái cây này thì em để cho anh chị là 120.000 một cây nha anh chị. Ha. Kéo cắt. Anh chị mà muốn màu đen thì lấy màu đen, muốn màu đỏ thì lấy màu đỏ. Đó, hai cây cùng loại thôi anh chị ơi. Rất là bán, em bao hàng bán luôn chị xem luôn ha. Nè. Đó, cắt rất là nhẹ nhàng, cắt là mướt nè. Đó. Nè. Đó. Rất là bán nha anh chị. Anh chị cứ mở ra cắt thử ha. Đó, không bán là không cần trả hàng tiền lại cho em ha. Cây này thì chỉ 120.000 một cây thôi, em bao ship cho mình luôn ha. Nay em về được hai loại này. Một là kéo tỉa. 180.000. Này một kéo cắt 120.000, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Rồi xin chào anh chị, cảm ơn anh chị đã xem. Nào anh chị ủng hộ cứ thinh liên hệ với em ha. Em ship tặng nhà cho mình luôn nha anh chị.